Xin kính chào toàn thể quý khách hàng cùng các anh chị em doanh nghiệp đang tham gia hội chợ triển lãm Việt Build 2018. Công ty tài chính UCC là một doanh nghiệp đến từ Hoa Kỳ, chuyên cho vay mua nhà tại Mỹ. Với kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, hiện nay chính sách của Mỹ khá cởi mở nên rất thuận tiện cho các nhà đầu tư bất động sản. Vì vậy, chúng tôi đã mở rộng dịch vụ cho vay với các nhà đầu tư bất động sản quốc tế, trong đó có các nhà đầu tư tại Việt Nam và nước Mỹ. Nếu quý vị đang quan tâm tới các cơ hội đầu tư trên đất Mỹ như mở văn phòng đại diện, ủy thác đầu tư tài chính, định cư hay sở hữu bất động sản sinh lời, mua nhà cho con cái quý vị sang du học tại Mỹ, thì UCC luôn sẵn lòng cung cấp dịch vụ tài chính cho quý vị. Trong dịp hội chợ này, UCC cũng đã mang tới Việt Nam hơn 10 doanh nghiệp và các nhà môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại Mỹ. Chiều nay vào lúc 14:30 ngày thứ Bảy, chúng tôi sẽ tổ chức buổi hội thảo mà ở đó đại diện của UCC, các doanh nghiệp môi giới bất động sản từ Mỹ và các luật sư sẽ trả lời các vấn đề mà quý vị quan tâm tới hoạt động đầu tư tài chính bất động sản tại Mỹ. Địa điểm tổ chức hội thảo tại phòng hội thảo Cung triển lãm xây dựng quốc gia. Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc tìm phòng hội thảo, xin vui lòng xem địa điểm trên các tấm bản đồ tại cổng vào hội chợ hoặc gọi cho các tư vấn viên của chúng tôi theo số điện thoại 0948 783 283 hoặc 0169 946 6404. Chúng tôi xin nhắc lại 0948 783 283 hoặc 0169 946 6404. Mỗi quý vị tham gia hội thảo, chúng tôi rất vui mừng để tặng quý vị một món quà có giá trị. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp quý vị trong buổi hội thảo chiều nay lúc 14:30 tại phòng hội thảo Cung triển lãm xây dựng quốc gia.